Gái mà xăm mình mà trên mặt, trời nó ghê lắm. Nhìn ngầu như vậy, nhìn giống như là chân hồ vậy đó. Cái em ghét. Vậy thôi, mỗi vậy là ghét. Mà em không biết là ông ghét em đâu. Biết ghét là dễ gì mà tát xô cho. Ủa đi chơi Vũng Tàu. Đi chơi Vũng Tàu thì ngày đó là phát súng đầu tiên xong. Là ôi như là mình khai thông. Nem ngư cả cơm tươi, nấu đậm đà, chấm thơm ngon. Bữa nay mới biết mặt chồng em đó. Dạ. Đó, quên nữa, cứ em chị đi nha con. Chị học chào cô Vân ơi, gọi bằng cô. Nó gọi bằng cô không à. Mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận, chào tất cả quý vị khán giả. Em tên là Trần Đoàn Thanh Yến và nghệ danh của em làm nghề là Ruby Nhi. Em năm nay 28. Công việc hiện tại của em là MC tự do và giáo viên giảng dạy MC nhí tại một số trung tâm ở thành phố Hồ Chí Minh. Và em đến từ thành phố Hồ Chí Minh luôn. Dạ, xin chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận ạ. Xin chào quý vị khán giả. Em tên là Lê Tuấn Anh, em sinh năm 1993, đang là hướng dẫn viên du lịch tự do. À, cho anh Thuận biết coi như là hai đứa quen nhau trong trường hợp nào? Dạ, em là vào nghề trước ông xã thì em tham gia ở câu lạc bộ MC đó là cũng lâu rồi, em là thành viên ban chủ nhiệm của câu lạc bộ MC đó. Hôm đó là chồng em là một cái thành viên mới, mình là ma cũ mà, với lại lúc đó mình cũng mới vừa đăng quang cái giải Á hậu của anh, cho nên là em hấp lắm, mặt em nghinh nghinh vậy nè. Cái lúc đó thì bạn có vẽ ba ngôi sao ở đây nè bằng hình xăm, thì lúc em cứ nghĩ là con gái mà xăm mình mà trên mặt, trời nó ghê lắm, nhìn ngầu như vậy, nhìn giống như là chân hồ vậy đó. Cái em ghét. Vậy thôi, mỗi vậy là ghét. Rất vinh báo luôn. Rất vinh báo. Và mắt bạn không bao giờ nhìn về phía em hết á. Giống như em nhìn bạn, bạn không nhìn em ra cái gì hết. Em nhỏ bé quá. Lý do gì mà em hết ghét nhỏ này? Ừ, đúng rồi. Khoảng 2-3 năm sau á, thì có một cái công việc ở trên cộng đồng á, thì cần MC tiếng Anh. Nhi mới tác em vô, rồi em được làm. Sau đó em mời Nhi đi cảm ơn. 2 năm sao mà em nhớ được bạn này trong khi em không hề nghĩa là quan tâm gì tới bạn này? Tại vì cái lĩnh vực mà chồng em làm á là về MC team building mà tiếng Anh á, thì cái lĩnh vực nó kén MC và nó ít người làm lắm anh chị. Ở Sài Gòn thì chừng trên dưới chưa tới 10 người làm. Cho nên là em mới nhớ tới bạn thì em tát bạn vô thôi. Mà em không biết là ổng ghét em đâu, biết ghét là dễ gì mà tát xô cho. Em mời Nhi đi uống cà phê á thì Nhi có nhận lời liền không? Dạ có liền ạ. Rồi hôm đó hai đứa nói những chuyện gì với nhau? Có một câu chuyện chắc là ghê gớm luôn. Bạn nói là bạn đã có một con rồi. Lúc đó em chưa biết là câu chuyện đó là giả. Thì mình cũng đâu có yêu đương gì đâu. Tại sao Nhi lại nói như vậy? Ông xã em á là nằm trong những cái điều khoản mà em đặt ra là không phải là người chồng lý tưởng của mình. Không được nhỏ tuổi hơn mình, không được nhậu nhẹt với hút thuốc. Chỉ có ổng không hút thuốc thôi. Chứ nhậu nhẹt là có trùm luôn. Rồi nhỏ hơn em 2 tuổi. Là coi như bởi vậy thôi, nói mình có con đặng để cho ổng không suy nghĩ được gì hết cua. Dạ. Sao lý do sao mà hai đứa lại cua nhau? Đó, ai cua ai trước nè. Không có ai cua ai hết anh chị. Cứ rủ rê nhau đi chơi riết rồi cái thích nhau rồi cái là người yêu của nhau. Giống như tụi em không có nói ra, tụi em ngầm hiểu nhau là như vậy. Lúc đó là đi chơi với nhau ngầm cũng hiểu. Mặc định luôn, tự hiểu luôn. Vậy dạ. Thì cái nắm tay đầu tiên là lúc nào? Ai nắm? Dạ là em. Đó đó thì đúng là Tuấn Anh rồi. Nắm tay thì là một buổi ở ngoài bờ sông, trong một cái rạp chiếu phim là hung đầu tiên ở trong đó. Nó có một cái biến cố. Tại vì em với Nhi không có hợp nhận biết, không có hợp nhau. Thì có một lần là em tiểu phẫu nhỏ nhỏ thôi. Thì vô tình em bị lừa cái nơi đó và em đã chuẩn bị một số tiền. Nhưng mà tới đó thì nó phát sinh là gấp 5 lần số tiền đó. Vô tình là lúc nào em với Nhi đã chia tay rồi. Chứ không biết là linh cảm sao như họ gọi thăm em là đang ở đâu, về nhà chưa hay gì đó. Thì bảo là đang trong bệnh viện. Thế bạn mới cầm tiền vô trả cho em. Lúc đó em đã huy động bạn bè em tới rồi vẫn không đủ tiền luôn. Xong rồi bà tới bà nhà mà chăm sóc mấy ngày luôn. Bởi vì em không có đi đứng được hết. Không có làm gì được hết. Đau lắm đúng không? Dạ đau lắm. Thì sau đó là một tháng nó mới lành. Thì cái ngày lành là em rủ đi chơi Vũng Tàu. Đi chơi Vũng Tàu thì ngày đó là phát súng đầu tiên xong là ôi như là mình khai thông. Đến bao lâu thì mới bắt đầu là đám cưới? Dạ sau đó là vô tình cũng là may mắn luôn là có bầu. Bác sĩ cứ cưới. Trước đó, dạ. Trước đó là hai gia đình có đồng ý không? Dạ thật sự gia đình nó là một cái biến cố lớn của hai vợ chồng em á, tại vì bố mẹ của ông xã em á là cũng không thích em. Mẹ của em cũng không thích ông xã em. Như vậy có nghĩa là hai gia đình đều không chịu. Nhưng mà vì cái sự cố kia thì là lúc đó hai gia đình mới đồng ý hay sao? Dạ nó báo tin thì mẹ em vừa không đồng ý nhưng mà cũng phải đồng ý. Tại vì trước đó em có đi khám thì bác sĩ nói em khó có con. Khó con thì em nghĩ đồng nghĩa vì là vô sinh rồi. Thì lúc đó là một cái tín hiệu giống như là chờ cho mình một đứa thôi. Hoặc là vậy bác sĩ nói sai. Thì lúc đó như bạn Nhi nó có bầu, em bảo đừng có xạo. Tôi làm gì có con. Bác sĩ nói vậy lắm mà. Tôi làm gì có con được. Cuối cùng giờ nó đẻ ra cái mặt nó và em y hệt với nhau. Nếu như nó không giống là em đi thử ADN rồi. Nhưng mà giờ nó giống quá khỏi luôn. Khi mà Nhi biết là Nhi có bầu á, cái cảm xúc Nhi làm sao?
Dạ, cái cảm xúc của em thì lúc đó cũng vừa vui mà cũng vừa hơi lo nữa. Tại vì vui là mình biết mình có em bé rồi. Và mình cũng nghĩ là nếu mà ảnh với lại gia đình ảnh không chịu thì mình cũng cứ sanh thôi. Tại vì em đi xô và đi dạy đều thì mình cũng có đủ điều kiện kinh tế để lo cho con. Cũng hơi sợ là nếu mà gia đình bên Tuấn Anh không chịu cưới á, thì tự nhiên ta nói con gái mà không có chồng mà lại có con thì nó mẹ lại không chịu cái đó. Tới hiện tại bây giờ là bố mẹ chồng em cũng vẫn không thích em, và ngược lại mẹ em cũng vẫn không thích chồng em, nhưng mà giống như là dán ra đóng thuyền thì phải chịu thôi. Ồ, vậy hả? Vậy anh hỏi nè, lý do vì sao hai vợ chồng tham gia chương trình Vợ Chồng Son? Thì bình thường em với vợ em là rất là khắc khẩu kinh khủng luôn. Nói được ba câu là cô tư được chắc chắn chửi nhau và không có nói nữa. Bởi vì chửi nhau cỡ nào đâu, bây giờ nói thử cho chị nghe. Chửi nhau là thôi bà im đi, tôi không nói chuyện bà đó. Nó là ông im luôn đi. Cỡ vậy luôn á. Mặc dù bên ngoài tụi em nói chuyện bên ngoài tụi em ok, nhưng mà trong gia đình em không giải quyết được. Cũng có thể là do em chưa làm tốt công việc của em, cái vai trò của em thì em không nói được bạn, và bạn cũng như vậy không nói được em. Thì hôm nay lên cũng là ví dụ có thể là hòa giải phần nào hay là hiểu nhau hơn phần nào, thì đó là điều may mắn. Cho nên chính vì thế có những gì là hai bạn phải nói hết ra. Ở đây có thể là chị Vân và Luận sẽ thay mặt chương trình có thể chia sẻ với các bạn một phần nào đó nhé. Rồi bây giờ là hai đứa là làm đám cưới được bao lâu rồi? Tới giờ là được 1 năm 3 tháng. Anh biết là Ruby Nhi rất là giỏi, rất là năng động, làm rất là nhiều công việc. Đi dạy nè, rồi đi làm MC cho các chương trình, về nhà còn bán online nữa. Nhưng mà anh muốn biết là cái công việc của chồng em đang trong tình trạng là Covid như thế này, thì công việc của chồng em như thế nào? Cái đó nó cũng là một vấn đề lớn luôn anh chị. Hai vợ chồng em cũng gây lộn với nhau nhiều về vấn đề kinh tế. Tại vì lúc mà cái nguyên một cái khoảng thời gian mà em có bầu em bé, thì cái lúc đó là cái nghề nghiệp của ảnh nó đang phát triển lắm. Ảnh một tuần ảnh chỉ ở nhà được có 1 hoặc 2 ngày thôi. Ảnh đi show liên tục, đi Đà Nẵng, đi Hà Nội, đi Singapore, đi Thái Lan. Tại vì ảnh chỉ làm chuyên về tiếng Anh thôi chứ anh không làm về tiếng Việt. Lúc đó ảnh kinh tế anh cũng tốt nữa. Suốt cái giai đoạn mà em có thai á, là ảnh cho em đi khám bệnh viện quốc tế, rồi lúc sanh cũng sanh bệnh viện quốc tế, rồi cho đi yoga bầu, rồi đi massage bầu, thậm chí cũng cho xài tiền thoải mái nữa. Cho nên mình cảm thấy mình quen với lại cái sự chiều chuộng như vậy rồi á. Rồi sau khi sanh em bé ra được chừng hơn 1 tháng thì bắt đầu dịch nó tới, là mọi cái hoạt động của ảnh bị ngưng trệ lại hết. Coi như là ảnh không kiếm được 1 đồng bạc nào luôn. Do đó khi mẹ mới sinh bé được 1 tháng đó là em đã phải chạy xô lại rồi. Cho nên là sức khỏe của mình lúc đó mình giống như mình cảm thấy tủi thân đó. Và cũng có một khoảng thời gian đó là em bị stress rất là nặng luôn. Thậm chí mẹ muốn luyện con mình đi luôn á. Gặp con của em rất là khó đó chị Vân. Nó không có dễ như con của người ta. Mẹ chồng em hồi trước á, là mẹ chồng em ở nhà thì có nhận giữ thêm bé này bé kia ở trong xóm. Thì mẹ chồng em cũng nói là trời, tại vì cháu nội tao ráng tao giữ cho tụi bay, chứ từ đó giờ tao giữ nhiều đứa rồi mẹ chưa thấy đứa nào mà khó như là con hai chồng bay. Tức là nó khóc đêm miết mà nó quậy, nó hơi năng động lắm anh chị. Cho nên là mẹ chồng em rất là cực trong cái vấn đề giữ nó. Mà không có em phải đi làm để kiếm kinh tế, tại vì lúc đó chồng em không có chạy xô được. Cho nên là cái khoảng thời gian đó hai vợ chồng cứ gây nhau miết à, nhiều khi muốn chia tay luôn á. Nhưng mà tội con là nó còn nhỏ quá cái nhất. Cái thứ hai là mình nhớ lại cái khoảnh khắc mà hai vợ chồng vượt cạn cùng với nhau á, mình mới có thể được bình tĩnh mà mình bỏ qua để mình đi tiếp tục với nhau. Còn Tuấn Anh thì sao cưng? Tại vì cái công việc của em trước đó em đã quen với cái, chứ em chỉ có nói được thôi chứ em không làm được cái gì hết á. Thì giống như cái thu nhập mình quen với điều đó và cái cách kiếm tiền nó quen điều đó rồi. Bây giờ tại bữa mẹ Nhi có nói em là đi làm bảo vệ đi hay là coi xe đi, thì em không thể nào chấp nhận ngay được mức lương và cái công việc đó. Thì em bảo là em sẽ đợi dịch hết, và ví dụ như cả năm làm bảo vệ thì bằng khi dịch hết em làm lại nhất là nhanh. Và 8 tháng nay em cũng làm có tiền, nhưng mà em cũng không có xài như ngày xưa. Mà ngày xưa làm được nhiều tiền thì xài tới kiểu nhiều tiền, còn bây giờ là không có xài như vậy. Thì hai vợ chồng cũng vẫn đang san sẻ nhau thôi, chứ không phải là Nhi phải nuôi em hay là nuôi cả gia đình em, thì không phải. Nhi chỉ nuôi con thôi, và một nửa của con thôi. Ví dụ con 5 thì em với Nhi mỗi đứa 2,5 thôi. Thì Nhi không hiểu, Nhi cứ nghĩ em là lười biếng ở nhà rồi không có phấn đấu gì hết. 9 tháng thì mình nghĩ là nó dài, nhưng mà thực ra nó cũng chưa đủ dài cho một cái định hướng về nghề nghiệp. Là cái công việc của chồng của Nhi á, so với khả năng của ảnh thì nó vô cùng thuận lợi. Bây giờ á, để mà chồng Nhi á phải định hướng cho mình một cái nghề nghiệp khác, nó không phải là đơn giản. Chị nói ví dụ đi bảo vệ đi, làm bảo vệ, cái nghề bảo vệ hoàn toàn không phải là một cái nghề mà gọi là thấp hay là cái gì cả, nhưng mà nó phải có nghiệp vụ. Nghiệp vụ về võ thuật, về tất
tần tật mọi thứ. Bây giờ lỡ mình chỉ cần giữ xe, mất cái xe tiền đầu đền. Đúng rồi. Thì ít nhất phải có một cái gì phù hợp với ảnh. Còn về phía Nhi, nếu như nó không rơi vào cái lúc mà Nhi mới sanh á, thì mọi thứ chắc nó không có đi đến cái vấn đề stress mà để hai vợ chồng gây lộn đâu. À, Tuấn Anh biết không, cái người phụ nữ á, khi mà người ta sanh á, mới sanh xong á, là cái nội tiết tố nó thay đổi, con người cái tính cách nó thay đổi dữ lắm. Rất dễ cọc, rất dễ tủi thân, rất dễ trầm cảm, rất dễ bị những cái mà gọi là tiêu cực. Em phải cho bạn này một năm trời để bạn ổn định về tất cả mọi thứ từ bên trong lẫn bên ngoài. Tụi em phải đặt mình vào nhau để tụi em giải quyết vấn đề. Đúng rồi. Nha. Ví dụ như là mình phải nghĩ như thế này. Chồng mình không phải là người không cầu tiến. Chồng mình không phải là một người không có học thức. Chồng mình là một người đã từng kiếm tiền rất giỏi. Nếu đúng, đặt đúng ảnh, đúng nơi, đúng chỗ của ảnh. Và trong một cái giai đoạn nào đó, ảnh đang bị có những vấn đề về nghề nghiệp, về cái việc mà ảnh không thể làm như trước được. Mình phải thông cảm, mình phải chia sẻ, đó là mình yêu chồng mình. Còn ngoài ra, Tuấn Anh phải hiểu là thời điểm này là Nhi, phải nói là cơ thể Nhi cũng như là cái đầu óc, cũng như là cái nó kỳ lắm. Nó có thể bất thường. Mà thậm chí nếu mà không hiểu được, không chia sẻ được á, là sẽ đi đến trầm cảm. Đúng rồi. Thực, cái đó là thực trầm cảm sau sinh đó Tuấn Anh. Thành ra là hai vợ chồng phải tìm được một cái điểm chung. Cái này là chị nói nghiêm túc nha. Đừng nghĩ là cứ gây lộn về là đi đến chuyện chia tay. Đừng. Tụi em phải vượt qua một năm trời. Còn sau này cái thành quả tụi em thì cha mẹ hai bên sẽ chấp nhận và sẽ thấy là tụi nó chọn đúng, tụi nó yêu nhau là đúng, tụi nó đến với nhau là đúng đó nha. Anh được biết là em cũng mở lớp dạy đúng không? Dạ. Tại sao không đào tạo MC nó tiếng Anh? Trời chứ đó. Yeah, phải biết tận dụng nhau được chưa? Bây giờ dạ. Ok chưa? Thấy hiệu quả cái lên chương trình vào sao chưa? Được không? Rồi bây giờ qua cầu được ước thấy. Giờ mời tiếng Anh nói trước. Tật xấu của vợ em là gì nè? Dạ vợ em thì nhiều tật xấu lắm. Chắc có thể là được nương chiều từ nhỏ cho nên là không biết làm mẹ và làm vợ luôn á. Rồi bạn ấy, anh nói chứ là bộp chộp, anh nói chứ là có sao nói vậy đó, nói không vậy? Suy nghĩ không có đó, suy nghĩ không? Dạ nhưng mà học trò tôi biết dạ. Nó đúng là làm cho rất nhiều người phải nói là bạn là tào lao hàm nói. Nhưng có thể là bạn ở bên ngoài bạn rất là tốt, không, cái này thì em phải đồng ý là bạn tốt thì bạn mới tồn tại được trong cái nghề của bạn tới ngày hôm nay và bạn mối quan hệ của bạn rộng lớn như vậy, nhưng mà về nhà không biết sao là nó ngược lại bên ngoài vậy đó. Ta là khôn nhà dạy chợ, ở nhà khôn chợ dạy nhà. Rồi không có biết nịnh chồng, trừ một lúc là em đưa tiền thôi là bạn nịnh được. Thiếu tiền cái là không có nịnh mà còn chửi nữa. Căng thẳng lắm luôn á. Căng thẳng lắm luôn á. Hai người không hợp khẩu với nhau, em nói là lấy miếng nước coi này, lấy miếng nước đây, tắt điện đi, để đi ngoài. Tâm địa không có xấu gì cả, nhưng mà cái lời nói của bạn nói ra làm người ta nghĩ bạn là hơi bị khô cứng, thô kệch một chút. Rồi về cái việc gọi là chăm con, lo lắng cho con thì như thế nào? À cái này còn tệ nữa. Bạn bé thằng nhóc đi ở trong cái bô. À bé sao thằng nhóc tí cắm đồ vô trong cái bô. Kem phải bạn bế kem bế nó lên ngay. Dạ. Hay là... có nhiêu thôi. Dạ cái đấy là tất cả rồi đó. Thì em mong muốn Nhi sẽ thay đổi những cái gì? Thay hết. Tôi phải bật lý cho khán giả đây là nhỏ học trò tôi. Phải nên học ăn học nói. Dạ. Học gói học mở. Tuấn Anh nó không mong, chị cũng mong. Anh là rất mong em là cái việc là phải mẹ là phải biết chăm con nha. Cái chuyện mà không biết con là không chấp nhận nữa. Ru nó ngủ cũng không biết luôn. Không có bà nội là phó thác cho làm gì làm, nó ngủ nào ngủ, nhưng mà thường là nó rất là khó ngủ, nó quậy. Tức là hiện giờ hai đứa đang ở chung với bà nội? Đang ở với nhà bà nội là nhà em. Còn Nhi đang ở trên đây vì Nhi đi làm và một tuần Nhi về khoảng 3 lần để phụ bà nội chăm con ngủ. Yeah. Em là ở đâu? Em ở Biên Hòa. Rồi tới em đó Nhi. Chồng em cũng tật xấu nhiều lắm, cũng hơn em luôn á. Chồng em cái tật lớn nhất là biếng, cũng ở dơ kinh khủng luôn. Không có chịu làm chuyện nhà, không chịu làm gì hết trơn á. Thí dụ cho một cái trường hợp ở dơ của anh đi. Quần áo gì đi về là để xốc xếch đó. Thậm chí quần trong quần ngoài còn dính với nhau luôn. Ngay cả vớ cũng vậy, về cũng dục tùm lum. Em không biết cái nào sạch nào dơ. Cũng cái tiếp theo nữa là ổng lơ đễn đủ thứ hết trơn á. Ví dụ như ổng mở điện trong nhà tắm cả ngày luôn á. Rồi thêm tật nhậu, nhậu dữ lắm. Có một lần nhậu xong về ói tùm lum, em bé thấy nó sợ, nó khóc quá trời luôn. Trời ơi, ổng mới có mấy tháng mà ông em thấy bé được. Mà ông cũng biết ba ổng nhậu về ổng cảm nhận mùi mà ổng thấy được luôn. Dạ, tại vì chồng em nhậu xong vô toilet ói á, cái nó lúc đó nó giật mình á, cái em bồng nó vô, nó nói kìa con cha mày nhậu về ói rồi, cái nó thấy khóc quá trời.
Lúc đó là hai đứa vẫn ở chung chứ chưa có kiểu mà tách ra như bây giờ. Như là xen kẽ vậy đó, 3 tháng đầu ở dưới Đồng Nai với mẹ chồng, xong rồi 2 tháng sau thì lên lại nhà em để mẹ em chăm phụ, xong rồi giờ lại xuống lại dưới Đồng Nai, cứ xen kẽ vậy á. Đấy, bà nội bà ngoại chăm. Nhỏ cũng vui bố. Bây giờ hai đứa này là sung sướng quá, bà nội bà ngoại là chăm sóc cho con vậy là quá quá sung sướng luôn á. Bây giờ chỉ còn hai em thôi đó. Ổng trong nhà là tất cả mọi việc ổng có tháo vát không? Dạ không, chồng mới biết làm gì đó. Giống như là những cái điện mà sơ sơ trong nhà hay nước rồi chồng mới không biết làm. Cái mẹ em nói là hai vợ chồng mày là nồi nào úp vung đó đó. Mày về nhà chồng mày cũng không biết nấu ăn. Không, chồng về á. Đây cũng không biết làm gì luôn. Đây là hai vợ chồng đậu. Tại vì bây giờ hiện đại ở nhà đâu phải xây như ngày xưa mà điện hở hay gì mọi thứ nó bên ngoài mình dễ làm đâu. Bây giờ hầu như là nó âm tường và điện nước nó đóng. Không phải là muốn làm mà làm. Giờ mong muốn thay đổi gì nè? Cái mong muốn lớn nhất của em là mong chồng em bớt nhậu lại, để ý quan tâm vợ nhiều hơn. Chồng em không có lãng mạn, với lại ít quan tâm em lắm. Thậm chí như hồi nãy nói là quen nhau là cũng ngầm hiểu, xong rồi lúc mà kết hôn á là cũng cưới nhau vậy thôi chứ cũng chẳng có cầu hôn hay là gì hết trơn á. Ít có nhắn hỏi hay quan tâm vợ lắm, như là em đi làm hay đi show gì chồng em cũng chả hỏi hay gì á. Giống như là mình cảm thấy mình hơi cô đơn, mình muốn làm gì mình làm á. Thậm chí ngày sinh nhật vợ còn không nhớ nữa, còn sinh nhật ảnh là lúc này cũng nhớ. Vấn đề ở đây là hai cái ca này căng à, chứ căng không đó. Chứ không có dễ đâu nghe, căng à nha. Nay là mẹ Di là nhiêu tuổi ta? Dạ 51. Còn mẹ của Tuấn Anh? Mẹ còn cũng 50. Muốn tâm sự với hai bà mẹ một chút xíu. Hai bà mẹ là thua tuổi của Vân. Rõ ràng ở đây thì là vấn đề cái gia đình nhỏ này là cần sự hỗ trợ của cả bên nội và bên ngoại, đặc biệt là hai bà mẹ. Cái chuyện mà các bạn có bầu cũng là ngoài ý muốn của các bạn, đi đến hôn nhân cũng là vì cái bầu để mà các bạn phải đi đến cái việc lập gia đình. Chứ còn bản thân các bạn là chưa có đủ hành trang, các bạn chưa nghĩ tới là mình sẽ lập gia đình, thì thành ra bây giờ hai bà mẹ của chúng ta là phải là những người mà hỗ trợ để cho cái gia đình nhỏ này nó hạnh phúc và nó đi tìm được một cái tiếng nói chung. Đầu tiên là yếu tố văn hóa vùng miền. Đây là cô con dâu đặt Nam Bộ, thì cái người Nam Bộ là có làm sao nói vậy, có nhiêu xài nhiêu, thậm chí là có 9 đồng á, thì xài 10 đồng, ví dụ vậy. Đó là cái bản tính là hướng ngoại của người miền Nam, người Nam Bộ từ đó giờ vậy rồi. Còn người miền Bắc thì lại khác, người miền Bắc là sống hướng nội, thì là phải đón ý, phải ý tứ, phải trước sau, phải nó làm đâu đó, có nghĩa là làm thì ăn trong nồi, ngồi trong hướng. Từ đó giờ là các bà mẹ miền Bắc là phải đòi hỏi dâu con của mình như vậy. Thì bây giờ theo Vân nghĩ là như vậy nè, đừng có nghĩ là các bạn lấy nhau rồi là coi như các bạn phải tự. Riêng trường hợp này thì Vân nghĩ là các bà mẹ vẫn phải tiếp tục dạy con mình học ăn, học nói, học gói, học mở. Bây giờ khi nào mà gia đình này về ở với bên nội thì bên nội sẽ làm điều đó cho cả hai vợ chồng. Gia đình này về bên ngoại thì bên ngoại sẽ phải làm điều đó cho cả hai vợ chồng. Để chi? Để chúng ta giữ cái căn nhà nhỏ này, cái gia đình nhỏ này bền vững. Đừng có để đi đến cái sự việc đáng tiếc xảy ra. Bởi vì chung quy lại thì cái em bé 9 tháng tuổi đó là báu vật của cả gia đình nhỏ và cả gia đình lớn. Trong một cái buổi ngắn gọn như thế này thì Vân chỉ có thể đưa ra được những cái lời mà nó cần thiết cấp kỳ nhất thôi. Còn cái vấn đề thực hiện cái điều đó như thế nào lại là phải nhờ đến bà nội và bà ngoại. Thì chị mong rằng là tụi em phải hiểu những cái mong muốn của nhau. Nhi nhớ nè, làm gì thì làm, Nhi cũng phải là một người mẹ, một người vợ, phải học. Còn Tuấn Anh luôn luôn phải làm một cái chỗ dựa, một cái bờ vai vững chắc cho vợ, cho con của mình. Thì làm sao để làm được bờ vai vững chắc thì Tuấn Anh phải tự nghiên cứu cái điều đó nha. Thì tôi sẽ hứa là kiếm việc đi làm và ở nhà thì bớt đồ dơ hơn. Ok, cái đó là tôi sẽ làm. Vợ cũng sẽ cố gắng sửa từ từ, chứ nếu mà một sớm một chiều thì khó để có thể tốt hơn, để hai vợ chồng đỡ gây lộn với nhau. Nhân chương trình Vợ Chồng Son này thì con cũng muốn gửi lời tới bố mẹ chồng. Cũng do cái đặc thù công việc của con là phải đi nhiều, do đó con không có thời gian để chăm sóc bé nhiều, nên là bố mẹ phải cực với con của con. Thì con cũng mong là bố mẹ, ông bà nội cố gắng chăm cho bé
để con với chồng con yên tâm đi làm để kiếm tiền lo cho gia đình. Dạ, và con cũng sẽ cố gắng học hỏi thêm cách làm mẹ và làm vợ để chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình. Okay. Câu đó là hay nhất đó. Đó là những cái cảm xúc rất là thật. Rất cảm ơn hai em nha, đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Và hy vọng là sau chương trình này về, hai vợ chồng thay đổi tích cực và sẽ hoàn thiện hơn. Hạnh phúc phải bền chặt. Nhẹ nhàng say đắm với chồng. Cái gì mọi được. Lúc mọi nơi là mình được không, mình không mất cái gì hết. Đúng vậy. Nhớ nha, nhớ cái kim chỉ nam đó giùm cho tôi nghe chưa. Rồi, xin cảm ơn Tuấn Anh và Nhi. Quen quá. Quen á, bởi quen chị Nam tính nói với em á là quen quá. Cái cặp này quen mà quen từ cô dâu cho tới chú rể luôn. Hình như là tham gia chương trình này rồi đúng không? Em sao vậy, tham gia rồi mời lên một lần nữa. Giống em đi. Lắm, giống lắm. Giống thì có giống, chị công nhận với em là giống. Bây giờ để nói chuyện là mới biết là mày mại nè. Đâu bây giờ con giới thiệu đi. Con xin chào chú Quốc Thuận với cô Hồng Vân. Con tên là Nguyễn Minh Tiến, con đến từ Bình Định. Bình Định. Bình Định. Trời con ơi, tên là Tiến. Bữa đó là con cái cặp ảnh tên là Lên. Nguyễn Văn Lên, YouTuber. Con làm nghề gì? Con cũng làm YouTuber luôn. Rồi xong luôn. Tiến Lên, Bình Định. Giọng nói này, khuôn mặt này, ánh mắt này, con là em hay là anh của Lên? Lên. Nói Nguyễn con nghe Lên. Coi. Dạ con là anh ạ. Hai anh em con là Tiến Lên đó. Dạ vâng ạ. YouTuber của con là tên gì và chuyên về tảng gì? YouTuber của con tên là Tiến Black. Ở trong kênh con tên là Tiếng Black thì con làm về tất cả mọi thứ, cứ gọi là vlog đời sống, dạng như đi ăn hay là đi du lịch, hoặc là có thể là choi bạn, choi bè rồi vậy. Rồi, bây giờ tới con. Chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận. Con tên là Hồ Thị Duyên Chi, con 25 tuổi, con đến từ Bình Định luôn. Con làm nghề gì? Dạ con nội trợ trong gia đình, con chỉ ở nhà và nội trợ chăm con rồi thôi. Cơ duyên nào mà hai con gặp nhau, rồi ấn tượng gì về nhau? Em muốn cỡ hay là anh? Đó em cười. Dạ thì cơ duyên là đầu tiên là anh Tiến có quen một cái bà của chị ở trên mạng em không biết, sau đó là anh Tiến có đi chơi với chị đó, xong là trong một cuộc đi chơi chị đó có dẫn một người bạn thân của em, là bạn thân hồi nhỏ luôn á, là đi chơi với bạn thân của em, xong là một cuộc đi chơi khác là anh Tiến đi chơi với bạn thân của em, xong là trong khi cuộc đi chơi đó là dẫn em đi và dẫn con đi á, đi ai theo dẫn? Chung dạ bạn thân của dẫn? Bạn thân của con dẫn con đi chung, về trong là, khi đó quen con luôn, chung là vợ của con thì cớ nó cũng không có hấp dẫn, thì sự nếu mà que lời cớ của con nó sẽ hấp dẫn như phim chướng không? Rồi con cớ đi, thì là cái câu chuyện như thế này là ngày lúc mà lúc trước con còn trẻ thì con có một cái dịch vụ là quét Zalo có gọi là tìm bạn xung quanh á, là xung quanh. Con tìm đó. Bạn địa phương con mới gặp một cô bé, thì là bây giờ cớ ra nhiều khi cô bé lỡ coi được chứ con nói sao lên mạng nói xấu, nhưng mà giờ người ta cũng không biết là ai nên con cớ cho vui. Thì lúc con ra con gặp cô bé thì mập quá, con sợ đi xe hầu không xe móng con sợ hư vậy, con mới nói với cô bé là em có đứa bạn nào ông dẫn đi theo chơi. Thì ý là con nói vậy thôi, vậy ai ngờ là con bé nó mới chơi ra một con bạn là bạn thân của vợ con hiện tại bây giờ. Là cái con ra là con mới chở con bé kia đi chơi là con cắt đứt luôn với con bé mà to con vậy luôn. Sau khi là con quen bạn thân của vợ con á, thì con bạn thân của vợ con thì cũng không phải là xấu xí gì, nhưng mà nó thích cười quá. Cái chuyện gì cũng có thể cười được. Cho nên là con lại nói với cô bạn thân của vợ con một câu y xì như nói với con bé kìa, em có đứa bạn nào dẫn theo chơi. Đó là mới bắt cầu á, hai nhịp á. Và bắt đầu là mới dẫn vợ con ra. Hồi lúc đó gặp vợ con thì nhỏ nhỏ xinh xinh, con thì thích cứ nhỏ xinh vậy thôi, gọn gàng lắm. Nói chung là hầu vợ con có 40 mấy cân à. Nói chung là con á thì tiêu chuẩn phụ nữ chỉ cần hơi ốm một tí là được, cũng không cần mập, tại vì đằng nào về nhà ăn uống ra cũng mập thôi, nhưng mà lúc quen thì cũng thích ốm yếu một tí. Đây là cái ấn tượng đầu tiên đó. Con gặp vợ con có té quả thanh tinh không? Vợ nó xinh quá trời quá đất kìa. Tại vì không, con thì nói chung là số con cũng gọi là, nói chung là ông trời ông lấy thì con cái nhan sắc ông lại bù vào cái gọi là mà hơn. Con gặp đa số là toàn là những cô gái xinh thôi. Rồi. Con chưa bao giờ mà gặp cô nào mà gọi là xấu hết. Hay quá. Đó. Ý nghĩa là ấn tượng đầu tiên của con về vợ con là nhìn thấy xinh, hiền, xinh. Nhỏ nhắn đó, không phải là xinh mà là nhỏ, cho nên là thôi hợp. Là phù hợp là không vì xinh nhỏ thôi, xinh nữa, xinh là anh gặp người nào cũng xinh rồi. Cho nên cái chuyện xinh anh bỏ qua bình thường đúng không, mà anh thấy là nhỏ nhắn là anh thấy anh vừa sai của anh rồi. Là bắt đầu anh tấn công rồi, đúng rồi. Con thì sao, lần đầu tiên con gặp Tiến thì con có ấn tượng gì về chàng trai này không?
ông trí trâu lắm chú. Cái gì? Ông trí trâu. Trẻ trâu. Dạ. Là có những ông cái tính nào gọi là trẻ trâu? Là ông nhoi nhoi, ông nói chuyện luôn à. Dạ. Trời, ông gặp con là ông nói cái miệng ông cứ nói nè, em ở đâu, em làm gì, em ở đó. Là hồi đó con mới học mà, con mới học lớp 10 à. Dạ. Con rất đài liền luôn đúng không? Không. Nói chung là hồi đó con chưa bồ ai đó, con chưa biết gì hết á. Mình chỉ nghĩ là anh Tiến thì như một người anh thôi, chứ đâu có nghĩ là vịt bồ đâu. Cũng đi chơi mà. Nói chung là hồi đó con học, còn đi học nên là con sợ lắm. Nhiều khi mấy cuộc đi chơi đều dẫn bạn thân của con đi hết. Đi lúc nào cũng đi ba hết, không bao giờ dám đi một mình. Rồi đi ba vậy là biết bao nhiêu lâu? Đi ba người á, bao nhiêu lâu? Cũng chắc cũng phải tầm nửa năm cái năm nhỉ. Đến khi nào mà cảm thấy là tin tưởng muốn dám chúng đi riêng, tính bồ bệt mới tính dám đi riêng. Lớp đúng 10. Rồi thì một năm đi một năm trời là năm tới năm lớp 11 luôn. Dạ, đúng không? Dạ, lớp lúc đó tiếng là còn đi học không? Con thì thực sự là con nghỉ học, tại vì với con hồi lúc đó là con nghỉ học rồi. Con nghỉ học từ lớp mấy? Con ý là cái đoạn đây là con nên nói thật hay là con nên nói thật đi con? Con nói thật sao đâu, bây giờ học vấn thấp có bị ngại ra không? Không có gì con, cái quan trọng là ngày hôm nay con có được những gì. Con đã thành công trong công việc, trong sự nghiệp của con rồi đó. Dạ, chú nghĩ không có gì phải ngại chứ. Thôi cái này cho con khỏi nói được này. Rồi khỏi nói. Ok chú không hỏi nghe. Rồi như vậy là mới lớp 10 mà đã coi như là gặp bạn Tiến này, rồi hai đứa đi vô ba mà đi 6 tháng trời. Cái gì vậy? Đi đâu cũng đi chơi ba người. Ba người à? Đi ba người là vì còn nhỏ, thành ra là cho tới năm lớp 11 á thì mới chính thức là quen nhau. Đúng không? Lớp 11 chính thức là quen nhau. Nhưng mà trước khi con làm YouTuber là con làm nghề gì? Trước khi con làm YouTube là nói chung là gia đình con thì cũng cách đây khoảng cỡ 5 năm trước là cũng không phải gọi là quá khá giá, chỉ gọi là tầm gọi là chung, gọi là đủ ăn đủ mặc thôi chứ không có dư. Lúc trước thì con làm rất là nhiều công việc. Cứ công việc gì kiếm được tiền là con đều làm. Ví dụ những công việc gì? Ví dụ như là phụ hồ bốc vác, hái cà phê, nói chung con làm mọi thứ, làm chưa có việc gì ra tiền. Cứ ra tiền là con làm hết. Rồi. Nhưng mà con có cái nghề nào không? Có cái nghề là con làm nghề thợ mộc được khoảng cỡ 3 năm. Ngày là xưa đóng bàn đóng ghế đóng gì hết rồi phải không? Cái lúc mà con ra làm YouTube là cũng nhờ cái công việc của con là thợ mộc đó, cho nên là con mới được một cái lượng tương tác lúc đầu. Nói chung là từ ngày con khởi đầu làm YouTube là nhờ cái công việc gọi là thợ mộc của con lên được trên ấy, lên được top thịnh hành đó, cho nên là con mới phát triển một thời gian đầu cho đến bây giờ luôn. Có nghĩa là con giới thiệu về cái nghề của con phải không? Dạ không, con làm ở bên cái mảng gọi là con chế tạo ra những gì mà con thích, ví dụ như con chế tạo ra một thanh kiếm chẳng hạn. Cái đầu giới thiệu trên YouTube là xong, con quay YouTube xem. Con giới thiệu đó. Dạ, là con quay cái hành trình mà con làm một món đồ đó. À, đó lúc khán giả rất là thích. Dạ, lúc đầu thì nhiều ý tưởng nhưng mà con chỉ làm một mình cũng rất là cô đơn, cho nên sau này là con có những người đồng đội, sau này là con bỏ luôn cái công việc là con làm những cái món đồ gỗ đó, chuyển qua là làm chơi, tại vì làm gì làm có bạn bè rồi nó vui, sang sẻ công việc đồ. Chứ bình thường con làm là cứ sáng dậy đặt máy quay rồi ngầu quay những cảnh mình làm, xong rồi chiều tối cứ thu một mình edit rất là buồn. Một tháng, hai tháng, ba tháng, một năm được, chứ lâu quá đâm ra cô đơn. Nên là phải là thành lập team. Dạ, cho nên là làm cái kiểu troll người ta. Thì cũng troll anh em trong nhóm thôi. Thì đó troll cho nó vui. Dạ. Đó phải không? Ủa rồi cái lúc mà con gặp bạn này là lúc đó là con đã làm YouTuber chưa? Dạ chưa. Chưa đúng không? Vậy thì mỗi lần đi chơi với bạn chắc chắn là về kinh tế cũng khó khăn lắm đúng không? Trời ơi, nghe lên nó kể chuyện muốn chết với nó vậy đó, nói với người ta. Còn nếu mà nói tới vợ con thì nói chung là vợ con là lúc mà con quen thì rất là khờ. Nói chung là vợ con lúc đó quen con, nếu như mà nói thô thiển ra thì vợ con còn khờ, còn ngốc quá nó mới quen con. Cho nên lúc mà quen con không tiền, không bạc, con chỉ có đúng một chiếc xe máy thôi. Nhưng mà sao con lại chịu quen đi? Dạ. Nói chung là hồi đó con còn đi học mà, con chưa bồ ai hết nên cảm giác yêu đương đồ này là con chưa biết. Con chỉ nghĩ anh Tiến là như một người bạn, như một người anh của mình thôi. Vậy vẫn đi chơi đồ bình thường rồi vậy. Tới lúc mà mình cảm giác mình thấy anh dạng là anh làm thấy anh tốt với mình, anh đối xử dịu dàng đồ này với mình vậy, mình chịu nghĩ khó. Có cảm giác động trong lòng động. Là lớp 11 là rung động đó đúng không? Rung động. Và lúc đó là anh Tiến đi chơi thì anh Tiến dắt con đi đâu, đi ăn cái gì? Ảnh như là trà sữa hay là trà đá hay là đi
đi coi phim, tức là anh có đủ tiền để anh rủ con đi mấy cái chỗ như vậy không? Dạ, thì anh Tiến vẫn làm, hồi đó thì anh Tiến vẫn làm thợ mộc, thì anh vẫn có đủ tiền dẫn con đi trà sữa, nước mía, đồ này nọ vẫn có chứ. Dạ, vẫn đi ăn, đi uống đồ bình thường. Chứ lên nó kể là tội lắm luôn á. Nói với vợ nó vui lắm, đi ăn hủ tiếu 30 ngàn là bị vợ la. Là bây giờ đi ăn cái gì 5 ngàn, 10 ngàn thôi, chứ đi ăn 30 ngàn uổng tiền. Hoa là tặng một cây thôi. Đó. Dạ, nói chung là vợ chồng của em con được một cái là rất là hà tiện, hà tặng. Còn đối với vợ chồng của con á, thì là vợ con tôn trọng quyết định của con là chính. Có nghĩa là chỉ cần con muốn là được, hoặc là vợ con cái gì muốn mà trong khả năng là con đều làm hết. Cũng không có nghĩ đến cái việc gọi là nên hay không nên. Chỉ cần là mình đủ khả năng chi trả, vợ thích thì mình làm. Vậy thôi. Như vậy là đến lớp 11 là con và Tiến chính thức quen nhau. Yeah, là giữa năm lớp 11 hay là đầu năm hay cuối năm? Thì cũng tầm đầu năm lớp 11. Có nghĩa là bên nào tỏ tình với bên nào trước? Dạ là con nhé, đa số là con chứ. Tại vì hồi lúc đó vợ con rất là đã nói quen con là thấy nó đã khờ rồi. Tại vì chỉ có con là giống như là một cái lựa chọn, gọi là cuối cùng là bí rồi, không còn cái gì để chọn nữa. Mới có con ai ngờ lúc đó vợ con lại là lựa chọn luôn. Đầu luôn. Chịu luôn. Còn nhưng mà lúc đầu dạ, con bạn gái con còn quá nhỏ vậy, thì quen nhau vậy chắc có lẽ là con giấu gia đình dữ lắm hơn. Dạ, con giấu rất là, con giấu lắm chứ. Mỗi lần mà anh muốn chở con đi học là con phải, dạ là nhà con có một cái mương, xong rồi xuống phải đi cái đường khác nữa. Nên là lúc nào con phải nhờ ông, nếu mà ông muốn chở con đi chơi hoặc để đi học là phải, con phải đi bộ xuống như đó, xong rồi anh Tiến mới chở con đi. Dạ. Giấu ba mẹ bao lâu? Bao lâu thì công khai anh Tiến? Dạ, con giấu tầm 2 năm, thì lúc mà quen tớ Bùi với tớ lúc mà bắt đầu giới thiệu là 2 năm con mới, 12 em con mới nói. Tức là lớp 12, cuối năm lớp 12 dạ, bắt đầu nói chuyện với bố mẹ. Dạ, con nghĩ là nhảy mương cả năm trời đúng không? Dạ. Đi bộ chứ không phải gọi là nhảy mương, tại vì là đi, nó một đi cái bộ. Từ đó gọi từ nhảy mương đi, cho nó vui. Đó. Mà trong lúc đó thì vẫn có dạng hàng xóm của con á, vẫn có thấy, cũng có nói với mẹ, mà dạng là má bè cũng ít khi tâm sự với con á, nên là má bè cũng không nói ra. Chừng mà lúc mà con giới thiệu là má bè cũng có nói là kêu, thì mấy người trong xóm cũng có nói là thấy ai chở ông đi chơi rồi vậy á, đi học rồi vậy á. Dạ, cũng biết là má biết rồi. Dạ. Nhưng má có ưng không? Lúc mà ra mắt gặp má có ưng không? Thì hay là má cản, má không cho quen? Dạ không phải là cản không cho quen, điều là má bè nói với con là sao thấy anh Tiến còn trôi còn nhỏ quá, tụi nó còn nhỏ quá, với lại thấy ông cứ dạng như trẻ trâu cô để là dạ, nói chung là vợ con nói đúng cái phần này. Tại vì lúc đầu con cảm nhận, con không biết, tuy là bố mẹ vợ hiện tại thì cũng không nói ra, nhưng mà mình là một con người, mình nhìn là mình biết, mình cảm nhận là tại vì con á lúc trước hoặc là bây giờ cũng vậy, bây giờ ngay cả đến bây giờ con cũng cắp tay, là nói chung đó với con á là cắp tay con hay đỡ rất là dài. Cho nên là đôi khi người lớn họ nhìn vào cái mái tóc họ cũng suy nghĩ, tuy là con có thể là con nói chuyện hiền, nhưng mà người ta có câu là nhìn mặt thì thường thường người ta sẽ bắt hình dung. Nếu mà không qua chạm qua tiếng nói, chỉ cần gặp một lần là nhìn cái đầu tóc và cái cách ăn mặc thì người ta sẽ nghĩ là chắc cái thằng này nó không được. Còn ví dụ như vợ con thì cũng phải qua tìm hiểu đôi ba tháng rồi người ta mới cảm nhận ra, chứ còn nếu mà gặp con mà quen một phát thì chắc là không có, hoặc là gặp lần đầu mà thích con cũng không bao giờ có. Chỉ có quen biết nói chuyện một thời gian chơi với nhau, hoặc là sau đó là người ta mới cảm biết được. Rồi đến bao lâu thì con mới quyết định là con hỏi cưới bạn gái mình? Còn cái việc mà con với vợ con cưới nhau là như thế này, đó là khi mà vợ con học xong 12 á, là con mới nói với vợ của con là em đi học đi, anh với em cũng không có quen nhau nữa, tại vì đi học là phải xuống Sài Gòn. Vì nói thiệt là con đi không tin vào cái gọi là mình ở nhà chờ người ta ở trong đó học, con không tin. Cho nên con nói thẳng với vợ của con là nếu như em đi học thì em cứ đi học, anh cũng không có chờ em đâu. Em cứ đi học rồi em vô Sài Gòn, em muốn quen ai thì em quen. Chứ anh không có chờ em. Rồi lúc đó là sao con? Dạ. Lúc anh nói vậy, lúc anh nói vậy thì con trả lời sao? Thì mình về nhà em con cũng suy nghĩ xong rồi, một phần là hồi đó thương anh Tiến rồi, một phần là gia đình con cũng khó khăn lắm, cũng muốn con đi học vô lắm, mà con nghĩ lại một phần là thương Tiến rồi một phần là ba mẹ cũng khổ. Hồi đó anh con cũng đi học rồi, còn một thằng em nhỏ nữa,
gia đình con khó khăn nên là con nghĩ thôi có gì mình lấy xong cái bằng cấp cấp ba, bằng tốt nghiệp cấp ba, xong rồi mình nghỉ, mình ở nhà mình đi may hoặc là đi công chuyện gì đó, mình bán hàng online rồi này nọ, mình phụ giúp ba mẹ cho rồi. Dạ. Là con không đi học. Dạ, con quyết định không đi học. Quyết định không đi học. Dạ. Và lúc đó là gia đình có biết con không đi học là vì anh này tác động không? Dạ không. Một phần là đã biết con quen rồi mà. Dạ, nhưng mà không biết là anh Tiến nói nếu con đi học thì anh dạ, Tiến không chờ. Không biết đúng dạ, không? Dạ, không dám nói. Bây giờ phát sóng mới biết ba mẹ mới biết dạ. Chứ con. Nghe. Không sao chứ bây giờ nó đã xong hết rồi. Dạ, cái nậu nó gạo nó thành cơm tấm luôn rồi. Nghe, nó thành thiền rồi. Ủa nhưng mà con kêu người ta là đừng đi học. Đâu, nếu con mà, không, không có mà, nói là đừng con mà. Nói với người ta thì đó chẳng khác là kêu ta đừng đi học rồi. Bây giờ các bạn cứ đi học đi, tôi sẽ không chờ. Đó, vậy nhưng mà con đã có chuẩn bị gì cho tương lai cho con với bạn gái mình hay không? Nói thật với chú với cô là lúc mà con quen vợ con đến lúc con cưới thì trong đầu con chỉ có một cái đúng đó gọi là tình yêu thôi, không có gì ngoài tình yêu cả. Sau này con cưới vợ về thì là vợ con là động lực để con làm tất cả mọi thứ hiện tại như bây giờ. Từ ngày con cưới vợ con về là con muốn sau này vợ con không thua người ta. Tại vì trước đây con từng đi làm công, con thấy người ta vợ con họ được đầy đủ và cũng cảm nhận rằng là mình cũng phải làm vậy được cho vợ của mình. Cho nên là vợ con là cái động lực để con làm được, con làm tất cả mọi thứ đến cả bây giờ. Ngay cả cái việc mà con làm ở trên mạng xã hội, con bị rất là nhiều cái tác động. Tại vì cái mạng xã hội là con giao hai lưỡi mà. Cô thì nói chung là cô với chú là biết, nói chung là con bị rất là nhiều tác động nhưng mà con không quan tâm nữa. Nói chung là vợ con là động, là cái động lực là con làm được tới ngày hôm nay vậy. Là tất cả là làm vì vợ hết. Đúng. Con có con chưa? Dạ con có một đứa con rồi. Là vì vợ và vì con. Dạ. Đúng không? Con mấy tuổi? Con của con được 3 tuổi rồi. Bây giờ là chắc 3 tuổi rưỡi, gần 4 tuổi. 4 tuổi, gần 4 tuổi rồi. Như vậy là cái lúc mà sau khi mà vợ con quyết định không vô Sài Gòn học á, thì lúc đó là con tức là con đã quyết định là sẽ lấy vợ, lấy dạ vâng, nói chung lấy liền không á. Nói chung là bố mẹ con có một cái như thế này là bố mẹ nói chỉ cần con muốn cưới vợ thôi, mọi thứ bố mẹ lo hết. Chỉ cần con muốn cưới vợ thôi. Rồi xong sao con về con nói bố mẹ rồi bố mẹ đến nhà. Dạ thì con á thì nói chung là bố mẹ trong rất là nhiều, tại vì trước khi và trong khoảng thời gian quen vợ của con thì con cũng quen được rất là nhiều, có những cô bố mẹ cũng rất thích. Nhưng mà cái lúc trước là con cũng không có dự định cưới vợ, nói chung là con có những cái mối tình gọi là chỉ đi 50 thôi, không đi hết. Chỉ gọi là quen rồi cũng tình cảm nhưng mà không đi đến hôn nhân. Nói chung là sau này là con thương vợ con, tại vì vợ con nghỉ học cho nên là con quyết định cưới. Chứ ví dụ như mà vợ con mà con quen từ đi làm hay chẳng hạn thì cảm thấy không có tình cảm nữa là con cũng cũng ngưng thôi. Nhưng mà con cảm nhận là vợ con vì con cho nên con phải có trách nhiệm về cái chuyện đó, con phải cưới. Vợ vì mình là không đi học tiếp. Dạ vâng. Nhưng mà mình vì vợ, bao lâu mới cưới vợ? Nói chung là vợ con nghĩ là con có cưới luôn. Nghĩ là cưới luôn. Nghĩ là cưới là luôn. Là đưa ba mẹ tới hỏi luôn. Dạ. Rồi ba mẹ vợ có đồng ý liền không hay sao? Cũng đồng ý. Nói chung là cũng phải đỡ suy nghĩ chứ. Nhiều khi con gái mà cũng phải bố mẹ vợ phải suy nghĩ một chút chứ. Đỡ biết thằng đó tốt hay không rồi thì phải hỏi thêm đồ ở nó gia cảnh người ta làm sao. Nhưng mà sao mẹ? Ba mẹ em có thích Tiến không? Dạ. Lúc đó ba mẹ em có thích lúc Tiến mà không? Ba Tiến đến xin dạ ra mắt đó. Ra mắt. Dạ không, thì anh cũng có lên chơi, xong rồi lúc mà anh Tiến là dạng muốn ba mẹ của anh Tiến lên đỡ gặp ba mẹ con là con cũng có về nhà hỏi chứ ý kiến của ba mẹ, xong rồi ba mẹ xong rồi con muốn dám nói anh Tiến là ba mẹ anh Tiến lên. Chứ con không dám. Bố mẹ của vợ thì cũng là rất là hiền. Thực sự là bố mẹ vợ của con thì rất là hiền. Cho nên là con cũng cảm nhận được rằng là nếu có lâu thì cũng tầm một tuần chứ không có lâu đâu. không có gọi là quá lâu, không có mức gọi là cấm cản con rồi. Nhưng mà có một tí xíu thôi. Nhưng mà con nghĩ là mình cũng đàng hoàng thì chắc là bố mẹ cũng sẽ thương mình. Nói chung là quyết định từ con hết. Ê Tiến, chú suy nghĩ vậy nè. Khi mà con quen bạn gái con là lúc đó bạn gái con mới học lớp 11. Lớp 10. Lớp 10 là thích. Nhưng mà lớp 11 mới chính thức là người yêu, đúng không? Vậy thì cô bé học sinh này mỗi lần mà đi chơi với nhau thì cái chuyện va chạm với nhau như thế nào? Dạ, nói chung là có nắm liền đúng không? Mà nụ hôn đầu tiên là ở đâu? Đó, lén la lén lút hay là công khai?
Nhìn nói chung là trong lúc quen vợ con thì đa số con không nghĩ luôn. Tại vì cái lúc mà con quen vợ của con là con chỉ quen đỡ cứ thôi. À, cho nên là con xác định là cứ rồi. Cho nên là con quen vợ con rồi, con đi quen thêm hoài nữa. Nhưng mà nè, tại vì khác nó có hai loại nha. Yeah. Một á đã là của mình ha, là mình cứ sử dụng. Hai là đã là của mình thì mình sẽ giữ cái đó để đúng cái thời điểm đó mình mới sử dụng thì mới cái giá trị. Với còn lại là vợ con khó nữa, nó thiệt là vợ con khó. Đôi lúc mình cũng xin nó thao cho anh hung cái, nhưng mà vợ nó không được, mẹ le. Tại vì vợ ở vùng quê á, cho nên là cái chuyện gia đình rất là khó. Nhiều lúc muốn nắm tay hay là muốn ôm eo hay là muốn hôn, nghĩa là vợ nói không. Vậy là trong suốt cái khoảng thời gian quen nhau là không được hôn. Nói chung là cũng được, nhưng mà không có gọi là nồng nàn như trong phim chưa. Đúng rồi, thì tôi hỏi là cái, tại con bé nó còn quá nhỏ mà. Dạ. Tôi chỉ cần là hôn má nhẹ thôi. Đó. Có nghĩa là hôn má thì có chứ, cái đó là hôn má là chuyện đơn giản bình thường. Hôn môi thì sao? Hôn môi thì hơi khó. Hơi khó rồi, tới bao lâu mới hôn được môi? Lâu quá, giờ con cũng nhớ rồi nhưng mà rất là lâu. Nhưng mà nói tóm lại là tụi con giữ gìn cho nhau tới đêm tân hôn luôn, đúng không? Đúng không? Giờ nói đúng thì cũng không đúng lắm, mà nói không đúng thì cũng không, tại vì là bỏ lỡ thì cũng gọi là thương nhau một chút đó. Sau khi mà hai bên gia đình đồng ý thì cũng có thương nhau, mình nắm tay rồi thì cũng có, nói chung là cái chuyện đó là cái chuyện lúc gọi là đính hôn rồi là đính có hôn rồi. Là giữ gìn là cho đến cái ngày đính hôn. Dạ vâng, giữ gìn không có đi quá xa. Dạ đó. Không có gì hết, trong 3 năm quen nhau luôn, 3 năm quen nhau đợi tới đêm tân hôn mới có, đúng không? Dạ. Ok, thì đó nãy giờ anh chú là chỉ hỏi vậy thôi, chứ không có nhiều chuyện mà chú muốn biết. Đó. Yeah. Rồi. Có nghĩa là nay là cưới nhau là đã được là 4 năm rồi đúng không? Quen nhau 3 thôi, năm. Tới cái câu chuyện hôn nhân được rồi đó em. Vậy là tới câu chuyện hôn nhân được rồi. Hai bạn ấy đã có tới 7 năm quen biết nhau và ở với nhau, đúng không? Vậy là quá hiểu nhau rồi. Ở với nhau được 4 năm. Đó. Có đứa con 3 tuổi, 4 tuổi. Dạ, vậy đó. Có tật xấu, bao nhiêu tật xấu lẫn lộn là hết luôn, đúng không con? Nói chung đối với con, vợ con là một người tuyệt vời. Không, mọi không, thứ biết cái tuyệt vời đó là ai mà lên đây rồi, sợ luôn. Không, ai mình... lên đây rồi cũng nói vợ mình tuyệt vời, chồng tôi là số 1 hết trơn á. Con nhưng không, mà đây con... là cái lúc mà các con cần phải kể cho chú nghe những cái điểm nào ở bạn đời của mình các con chưa hài lòng, đó gọi là tật xấu. Dạ, như vợ của con á, là mọi thứ vợ của con đều tốt hết, chỉ có một thứ mà con chưa thấy tốt, chưa thấy, chỉ có một thứ duy nhất thôi là vợ con không thông cảm cho công việc, và nói chung là không thông cảm cho công việc của con. Không thông cảm là do ghen. Ví dụ đúng rồi là ghen, đúng không? Thì con phải nói thẳng là ghen đi. Chứ cái chữ mà không thông cảm nó không phải là tật xấu. Nhưng mà nó không phải là tật xấu, em hiểu không? Nó chưa phải là tật xấu rồi. Ghen. Bây giờ mình nói thẳng vào vấn đề. Bài hài ghen hay tham gia quá nhiều vào công chuyện của chồng, hay là không biết nấu ăn, là hoặc ghen. Là ngủ trễ đó, đó là những cái tật xấu. Ghen đúng không? Chỉ có ghen thôi. Ghen sao, lần ghen mà dễ sợ nhất đối với con là lần nào? Hầu có một lần ghen mà rồi lấy dao bợ luôn mà. Là dữ lắm không? Dữ lắm, nó quậy dữ lắm đúng không con? Đúng không? Đâu ghen sao, nó kể con nghe coi. Thì con thì nói chung là tính chất công việc với cái bản tính của con nữa, là con ra đường con hay thấy gái là con chập, với lại là mấy đứa con gái sao nó thích nói chuyện với con nữa. Nó biết con, nhiều khi nó biết con có vợ hoặc là con nhắn tin thôi đừng rịp. Nhiều khi mình thấy vui, ví dụ như con có một cái lượng kết bạn cũng nhiều, có những đứa ví dụ như là họ nhắn tin với mình là mình rịp, ví dụ nhắn tin một hai lần vậy thôi, cứ ngày nào cũng nhắn, vô khi vợ thấy rồi chẳng hạn vậy á. Rồi con có cái thói quen là con ra đường con đi chơi là con hay chụp hình với gái, cứ con thấy xinh là con chụp hết. Là trước đây hả? Nói chung là từ năm 2022 là con hết rồi, tại vì năm đây con sống vì gia đình. Năm 2022 là năm nay đó. Dạ, cha đều từ năm nay là. Năm nay đó, mới đây à. Con không có rồi chụp hình với mấy người gái đẹp làm sao? Kể tiếp cái vụ ghen á. Là vợ thấy. Không, con kể xoáy vào cái chi tiết mà cái vụ gì mà nó cầm dao lửa con á. Thì ngày nói chung là con cũng có nhiều lúc con còn trẻ á, con có những cái suy nghĩ nó đơn giản là thôi kệ đi con, kệ đi, bây giờ con nói thẳng vào vấn đề luôn, cái vụ gì mà vợ con nó cầm dao được con? Dạ, tại vì cái ước mơ của con, cho nên là vợ con muốn giết con, tại vì là con có ước mơ là con cưới được vợ nữa. Ước mơ cưới được vợ nữa. Chúng vẫn chưa hiểu.
Tại vì hồi xưa, hồi lúc trước á, cái con suy nghĩ rất đơn giản, cái chuyện đàn ông nếu như mình đủ khả năng kinh tế mình cưới thêm một vợ đó là chuyện bình thường. Nhưng mà sau này con được nghe quá ông thầy ông giảng vậy, con biết là một vợ một chồng cũng tác được biển đông, chứ hai vợ một chồng không có tác được cái gì hết. Mà con tâm sự, con tâm sự vừa cái thời điểm mà con muốn có vợ thêm một vợ nữa là ở cái giai đoạn nào, lúc mà lấy nhau rồi hay là lúc ấy đang yêu nhau? Nói chung là đây cũng là cái chuyện vợ con không vui, cho nên nhiều khi con cớ ra con vợ con sẽ rất buồn, cho nên con cũng không có muốn nói nhiều vô cái chuyện này lắm. Nhưng mà vợ con cũng biết, nhưng mà bây giờ con hết rồi, con không còn cái chuyện đó nữa. Con kể chi tiết vợ con cầm dao rồi con á, tại vì cô mắc cười lắm, nhìn mặt vợ con hiền khô mà nhìn nó rất là thánh thiện luôn, mà không biết sao nó cầm dao hình ảnh nó sẽ như thế nào luôn á. Chuyện cái gì đó nó rất lớn luôn. Thôi em con đôi khi á mình sẽ rất là muốn chia sẻ cái câu chuyện đó ra nhưng mình không có cơ hội. Thôi thì đây sẽ là cái dịp để con có thể nhắc lại và để mà sau đó sẽ là một cái sự gọi là hứa hẹn, và một cái sự gọi đó hứa hẹn với nhau là sẽ không tái hiện lại nữa, thì chú nghĩ là nó cũng nên. Nếu mà nhắc lại thì thực sự con không muốn, nhưng mà con chỉ có một điều mà lúc cãi nhau con không có nói với vợ con được là đáng lẽ lúc đó con phải nên ôm vợ con xin lỗi vợ nó. Lúc đó con nói chung là đến bây giờ ở chương trình thì anh cũng thực sự lúc đó là anh đáng lẽ anh nên xin lỗi em ở ngay lúc đó, đó chứ không phải là bây giờ anh muốn nói ở đây. Nhưng mà khi đó anh còn suy nghĩ nó không có chu đáo, nó không có gọi là thông suốt, cho nên là đến bây giờ này anh muốn nói là anh xin lỗi em. Thì ôm đi đó, đáng lẽ lúc đó anh phải ôm em, thì đáng lẽ ôm bây giờ. Trời, ôm được rồi thì đi ra mà ôm đi chứ. Thôi giờ nói chung là thể hiện trên mặt anh với người ta sẽ không thích. Sao không thích? Anh nó không thích mình ôm vợ mình chứ bộ ôm vợ người khác hay sao không thích? Có thể là con sẽ khó nói, con sẽ khó nói. Nhưng mà bây giờ không, bây giờ nói liền chứ không có chút nữa gì hết trơn, là không có cơ hội. Bây giờ là khi đã xin lỗi rồi, đã nói là đáng lý lúc đó anh phải ôm em, thì tại sao bây giờ không đứng ôm mà xin lỗi luôn đi? Nhận liền con. Trời ơi, đó phải vậy đó. Cái cơ hội tới là mình phải gọi là làm liền chứ. Con tha lỗi không? Nhiều khi từ đó giờ con chưa tha lỗi hẳn đó, nhưng mà ngày hôm nay chắc con tha lỗi hẳn.